Bốn tầng sọ mới lọt đây. Ủa còn anh là đất cái đâu nữa? Đất cái này đi. Cũng cái này luôn hả? Vậy là toàn bộ cái này thấy hả? Đó, toàn bộ dùng vô hướng hướng mặt trời lặn cái này. Hướng mặt trời lặn. Này sau này hướng được mở đi cái ra ngoài rồi xuống cát, sau này nó có mở con đường, sau này mình quy hoạch cái con đường lớn á, nó băng thẳng cái chưa đó, rồi sau từ đó bắt đầu nó kết nối vô. Này nè, cái đường anh làm thiến của nó. Ở đây nói không? Rồi, à, để mời hai ông bà lên. Mình lên trên kia đi anh. Mình mang nước lên trên kia, mình ngồi mình uống chút đi. Bà thấy cho các bạn giao cho mình đi. Anh đi, mình lên trên kia luôn. Rồi, lên trước lên xong. Khó khăn mặt được. Ừ, thật đúng rồi, mặt để cho nó quay phim. Nó lên phim nữa chứ không thôi là... Lịch sử với tự nhiên chứ. Ừ. Rồi, đây. Mà tính ra ngồi cái bàn này cũng được nè. Nhà cũng được thì lên đó đi, lên đó là quay nhà mới đi. Đúng không? Tự nhiên hơn, thì nó đẹp bằng lòng. Đây có cảnh hơn, nhà mà có bà già. Nhờ cộng bà già. Quay cái cảnh có bà già. Mình muốn đúng. Lên để mình thấy mình bàn thấy cái khu đất như này nữa này. Thì hãy muốn nhớ chạy xa. Rồi, mình đi. Bên nước đi luôn, bên nước đi luôn. Rồi. Ok, để mình đi dần. Để mình bàn mình phát triển cái vùng này mới được. Đây anh. Ừ. Vì anh em mình mới bằng nhau rồi mình mới làm ly đây luôn. Cái này đợi không? Cái này không có đâu. Sâu ở dưới kia. Đi, di chuyển. Đó, bình thủy thôi mà. Đó, sướng nghe đó. Nước từ nhà này bê qua nhà kia. Vô đây luôn anh. Qua nó qua thấy nó chụp hình chụp ảnh rồi cho ra một khó trời vô gì nghe thấy mệt á. Đúng rồi. Ừ. Thầy con đang lên đây.
Bây giờ nhà mới này, người á là cũng nhất làm, nhưng mà nhà đâm mới nhất làm hả bà? Hôm nay là mình làm bà, lên đồng mới nhất luôn. Đây thua giờ thiện chứ. Chuyện nào? Bây giờ thiện đó, bây giờ chú... Thiện cái nhỏ. Mẹ cháu. Nãy bà gặp quả đây. Quả năm nay là 9/15. Nãy thấy bà nhập cỏ. Năm mới 91 rồi mà. Bà lượng cỏ. Bà chú nhỏ, chị làm chị nhỏ, chị 95 á. Bà có muốn ở đây nữa, 97. Mà mẹ của cậu Thành. Bà là 9 mấy? 91. Bà 91. 91. Ở đây là sống trên 90 tuổi không có đúng nè. Chứ không có dưới 90 tuổi. Còn không á, không chịu. Không chịu. Chà, cái mà nãy hồi nãy đi mới phát thấy ra ở đây rất nhiều cái hay. Đó lại kêu được ông Tịnh được lên đây nữa nha, vô sang ở đây cái vùng đất của những người đó không được có một cuộc họp riêng. Cái là trước là có cái đường đó, đường đi ra cái view đó, đó bạch trưởng đó, rồi đi xuống cái đường Thiên Lấy. Rồi trước đây cũng đi test rồi đó, chứ cũng dọc đường đó, đường mới gì đó. Mà mới đó, nhập nhiều đi xuống cái bậc đó, đâu là bây giờ đua gạch cho đi không được đâu chứ mà. Đất đó là của ông cho của bà Yến đó, là năm đất đó là bây giờ rò dạo thì ở bên bờ nhìn qua thấy như vậy, chứ bây giờ khoác nó cái vừa rò rồi thấy ra tới đó bà trưởng luôn. Hầu ở đây đi ra bắt thấy rồi đó bà trưởng mà. Nếu mà hồi xưa đó đá bà trưởng. Đó bà trưởng ở đó ở đây thì cây cối đó nó khoác hết á. Đặt là đất là bình. Rồi đó thấy lư rồi kia nó bùa coi biển đó là ghe cano nó chèo vô là về xuống biển mà rồi đó thấy rõ là dù không thấy ở vùng ngoài kia thôi, chứ xuống nhìn xuống dưới biển mình đó. Thì là thấy là đường chết mà ra nhìn ra bờ nữa là nhìn thẳng bờ, nhìn thẳng bờ cây du sữa đó là nhìn xuống lên thành thấy sao vậy? Đó bờ đó là thấy ra ly sơn ly đồ rõ lắm. Có một cái đợt ở đâu hầu bò còn thiếu nữ ở tàu ở đâu lý sơn hay nào biết rõ điện hầu đó mình đâu có biết điện mà ra đó bò nó đứng cờ đông lắm nữa xuống biểu vậy. Quanh điện nhậu thì tụi nhỏ không nào biết nhậu xuống đi nó rõ điện vô nó thấy nó bé mà mà rõ điện pho đó sót hết pho qua pho lại vậy mấy người nhậu ép xuống kia thầu để nó thấy nó bé mà bên điện nào không biết ngoài tàu nào không biết thầu đâu mình dân mình nó đâu có điện có đài đâu biết điện. Hồi xưa là cái lòng của mình đây là mấy nhà hết bạn. Cộng này nè. Cũng bao nhiêu là nhiêu? Cũng bao nhiêu nhà đâu. Sao đâu có một chú nữa. Chú là ông ngàn á. Ừ. Để tưới cho đâu. À thì ông nội bên kia đó là ông chết. Chuyển xuống dưới Dũng. Cái hậu trên đây là có một cái nhà vợ chồng ông Tròn á. Ở bên cái vùng đây nữa nè. Rồi cái là vợ chồng con Thoa ở phía dưới đây cái nhà thung thủng hàng đi qua đó. Rồi vợ chồng ông chế ở cái miếng đất hồi nãy đó. Miếng đất của ông anh đó là xung quanh đó rồi sau này là đi hết rồi. Còn tôi gần đây là nói với cậu là hồi ông dò tôi là ông ở trên Phú Khánh á, ông về đây bây giờ đất vườn không có rồi, rồi núi này ở trên núi ở đây là bo cho bo anh em ông Khanh đang bo anh bo ông con trai rồi ở đây là mỗi người mỗi nhà đây thôi, chứ còn người ta nó có đất cũng ngon nữa ở ông xuống mấy ra bây giờ đây là ở núi cho nên qua cháu Kiều hỏi chứ ở đây là bây giờ đẹp hay là cái gì mà tụi nó đẹp ở đây là núi sọn ở chứ có sọn làm mấy cáo chứ sọn có sọn ở đây là nguyên cái vùng của mình là tới cái chỗ sau lưng cái nhà này là mấy họ mà cái họ cái vùng nào đây nhỉ? Từ nhà ông Tứ ông Tơ tới nhà ảnh này thì đây là nhà. Họ Trần là họ có ông nội của ông Cư dạ. Họ Trần là có vùng đây một họ còn ở trên đây là vợ Bùi chứ họ Bùi là một người mà họ với ông anh kia là bo của nhà Yến đó là cũng họ Bùi và cô đây cũng họ Trần cô của ông Cư đây nè cô chồng của tôi đó mà bây giờ ưng ông gì họ Bùi ở nhà đang đây đó là chính thức là mấy người dò đó còn sao còn cháu là chế rồi ở đằng kia còn thơ đồ là cũng họ Bùi hết chứ ở cháu là ở ông Tròn nó cũng họ Bùi ở trên đây thằng Trang không có họ nào đâu. Trang 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 Trang
Bà vậy là cái thời bà là đã làm vợ làm dâu về đây hay là cái góc của bà ở trong cái làng Gò Cẩu này luôn? Góc của bờ hồi nãy cậu đi qua đó, cái chỗ bước xuống cái bờ rào đó là nhờ ông già bờ mà nhờ ông tròn bây giờ ở đó, ở cái mẹ chỗ đó là cái đất đó là từ đâu mới cố là đi hành vô cái mẹ nhờ có ông già bờ đó là từ cái nhỏ ông nói bà Mỹ đi lên mà miết tới chỗ ông kia đó là nhờ có ông cho của bà đó. Rồi sau này con cháu ở sau này nó đi qua bên kia hết. Ở bây giờ nó bón rồi đó, nó bón cho ông tròn là phần đó là có ông anh hai bón hào cho ông có nam phần đó, bây giờ hai lô đất đó. Còn sau này bây giờ là con cháu nó bón là nơi 2 tỷ 4 hay tỷ 3 gì đó là từ ông tròn chạy nhé cái chỗ ngõ vào Mỹ lên đó là còn chỗ đó là bón cho các ông đâu trong Sài Gòn đó, chứ còn không còn đất ông nhờ bà nữa. Vậy là từ cái thời mà bà ở đây á là làm dâu mà người ta về làm Gò Cẩu có nhiều không bà? Hồi là Gò Cẩu thì hồi bà sinh ở đây là Gò Cẩu đông lắm, ông có chỗ ở mà đông ghê lắm, mà dường theo như không đi tấn cư hay là không có Mỹ chiến tranh rồi là không chỗ ở, có ở rồi núi rồi sở rồi đất ở đây tròn rồi đất thỏ ở đây ở chứ không có chỗ ở đâu, mà có ở đâu nữa cũng không có chỗ ở, đông lắm. Hồi ở đây là người ta đông, người ta mua bón nặng nượp ở đây là có chỗ hậu, hậu về đây là dân đây là dân bản xứ không? Còn đây là họ Trần là một nè, họ Bùi là hai nè. Họ Nguyễn, họ Nguyễn là nhất. Họ Nguyễn là của ai ta? Đây. Nó, cái tập Trần Nguyễn này không biết hôm nay nè. Ở trong cái cổng này. Họ Nguyễn là họ, ông Nhung họ Nguyễn là cái nhà thờ đó. Còn một cái họ Lượng là có nhà thờ và nhà đầu đường đi. Ý là trong đó cái cổng bên này không á. Cổng đây thì có họ Trần hơn. Họ Trần với họ Bùi hơn. Họ Trần với họ Bùi, họ Bùi cũng ở trong số mà cũng ở đây. Còn nhất là họ Nguyễn là cái nhà thờ đó là đại cái họ đó là ngay ở trước nhất rồi tới họ Bùi, còn tới họ Lượng, họ Lượng là cái nhà thờ ở bên ngôi mộ đó. Ừ, họ Trần với họ Bùi đó. Ở đây với đây chị có ra là của ông hai với ông nội gì đây đâu thì họ Trần thôi. Chị là dâu hay là dâu hôm nay dâu giữa hôm nay dâu. Nhưng mà từ ở đâu về đây? Dĩ Dũng với kia. Dĩ Dũng. Dĩ Dũng. Dũng. Sao mà cái ở đây ngay người ta nói nghèo quá mà sao mình làm dâu về đây cả? Nghèo. Mẹ của Lộc đó. Nghèo giàu gì tự mình làm mình ăn chứ chị kia ngày xưa chị thấy ổng thật, mình chỉ biết ổng giàu thôi. Xin lỗi cậu như vậy, đứa ở đây con trai đây khóc nó dữ lắm. Họ chia Gò Cẩu cháu ăn đó gọi ăn muốn mà đành con trai gì làm dâu gì Gò Cẩu em gì mà sống. Cho nên tôi nói vậy là con trai Gò Cẩu đây gió hết như vậy. Gió biết mà lên mình nơi được cái bò đi kia gì đó. Gió hết như vậy. Không, nói như bớt đúng á. Bà, ở đây có muốn bà cô kêu mày gì đó mày mới biết làm gì em sao mày gon em ưng kêu ưng cãi thì duyên chưa bao giờ cô đó chứ ít lắm như răng lờ ưng răng lờ à. Mà hầu ngày xưa là ở đây là chính người ta Ý Dũng cúng đồ là gánh lên gánh lên mà hầu vượt trước là ông bất cư đồ là làm lại cái ấy gánh đồ với đó lên thì cúng chứ mà ở đây là gốc mà ngày xưa ở đây hóc bậu vui vui lắm nó hóc bậu là kia hả các bạn cháu ngày ngày xưa mê chú là do chú hát bội sao? Không phải, hồi nhỏ quen lúc đi học ngày xưa hát bội với kia đông lắm, dân đông lắm. Bờ nó nè, người ta xuống dưới bãi mình đó, dưới bãi mình đâu thấy chồng nó vợ tuổi trong một cái chợ hết vậy, như là bán bà mẹ nó là gọt cả là nhà đồ ăn mà vợ như ngày xưa mà nói vậy nè. À, như bây giờ người ta tập trung người ta nói gì em bút phê rồi, còn ngày xưa chờ hấp bội là một giả gì này ai cũng cho cái lòng tông không có bà con gì chứ con người cháu này là bảo biết ngày xưa mình nhiều ngày xưa là mình đâu có cái hại đến chồng lấy vợ trong cái lòng đó nhà đâu giờ đã cho thành chứ còn mấy chồng mấy vợ bán vừa dân hả bà chứ tại sao ở trong Gò Cẩu lại lấy chồng mấy người trong chốt đấy cũng từ nay mười năm trước đã có bà con đông lắm chứ con nghĩ là nó đơn giản là trong vậy đông lắm mà không phải là ngày xưa mẹ nước cũng ngon hay gì cái ruộng về đây là ở nhà ông Tâm là cũng họ Trần, Trần là Tứ là họ Trần, nhà nhà ông Tứ là ở đâu đây? Ừ, ở Trung Hòa, bây giờ là Trung Hòa này quá đông lắm, Trung Lâm của mình gọi là xóm đây là cái là núi Sậu, núi Sậu cái đây mình qua chút kiều là đẹp chút chút một rồi kia là chân hai rồi dưới giữa là chân ba chân dưới này chân tư má ăn dưới sông giữa sông hồi dưới sông giữa sông hồi hồi xưa gọi vậy hả? Ừ, hồi xưa gọi sông trăng hả? Sông trên sông trăng con ca là đi núi á đoạn á sông này sông giữa qua chơi kiểu hả chơi bây giờ sông dưới sông ngoài
bây giờ bờ đẹp ở đây là cái hành gì cũng nhằm nhặt đó là xung trai à, xung trai vậy là cái làm ma gọi là xung trai đó là làm ma nhỉ, là xung trai ủi là xung giữa xung dưới xung ngoài còn mình đang là xung gì đây không có xung đây thuộc về xung xung giữa. Nó có cái cổ tích là xung hông dơ, là nó có cái hông dơ mình đi ở dưới đó mình nhìn lên cái quật đó, đó to đó mà họ trồng cây đó. Chứ cái hố đó là có đó là hông dơ, họ đẹp là cái chỗ hông dơ. Còn ở đây là cái vùng này họ chứ bà đi đâu vậy, nên tôi ra núi Sọn mà đây là họ đẹp núi Sọn. Núi Sọn. Núi Sọn. Núi Sọn. Nhưng mà rồi à, bây giờ con nói với bà với mọi người thế này, tức là hôm nay là tụi con là đi mở cái tuyến mở cái tuyến để có cái đường đi du lịch người ta vào làng. Lâu nay là mình đi vào làng là đường đi nó thuận lợi rồi, đường đi thuận lợi rồi. Nhưng mà khi trên cái con đường đi mà nó nhiều bê tông cốt thép quá thì nó mất đi cái làng cổ, nó mất đi cái cảnh của làng cổ. Cho nên là bây giờ là mình phải mở cái tuyến đi mà nó trở về của cái người Chăm Ba hồi xưa tới cái người Việt bây giờ họ đi như thế nào trên cái con đường đá đó làm sao. Thì hôm nay là chúng ta vô đây ngồi bàn với cái xóm mà xóm này. Bây giờ xóm này thì sắp đến bữa nay mình bàn bữa đầu. Sau đó mình mời hết những người mà có đất ở trong cái khu vực này, mình ngồi chỗ này hay là chỗ nhà của Ba Lộc á, là nguyên cái nhà mình ngồi mình bàn một bữa. Khi mình bàn cái nó rồi thì mình thống nhất mở con đường đi từ đây tới nay theo con đường cũ đó để mình đi, để mình làm du lịch. Thì khi mình làm như vậy á, thì cái vùng đất mình nó mới trở nên giá trị. Còn nếu không mà cứ đi ở ngoài kia không thì cái làng này nó có như một cái làng chết, nó không có sống được. Cho nên người ta thấy nó xa. Và cái cảnh đẹp thì nó đang ở trong cái làng mình nó nhiều. Cho nên là hôm nay họp ở trong này để cho biết bà con chúng ta biết là cái giá trị của cái làng mình là cái thứ nhất là nó hiện nay nó ở cái làng cổ. Cái làng cổ thì nó nhờ cái cảnh ở trên núi. Núi thì có nhiều đá, đá thì có nhiều hầm, hầm thì đường đi nhiều cây cấu và cái cảnh view nó rất là đẹp. Cho nên là chúng ta họp với nhau để bàn cái cách giữ cái cây gì hầm rào ra làm sao, tránh cái tình trạng là đem lấy cái cọc bê tông, cái cọc hàng rào đem làm bê tông để trên cái đường đây thì du khách người ta vô người ta không biết sao người ta chụp hình hết, người ta né hết cái cọc bê tông đó. Nhà mình là nó hiện đại rồi, bây giờ mà cái cọc bê tông nữa là nó thấy cái tình làng nghĩa xóm nó mất đi, quê hương nó mất đi, cho nên người ta không có cái cảnh nào để họ chụp hình được hết. Hôm nay bây giờ mình làm cái xóm ngoài của mình đây để mình làm mẫu làm gương cho cả mấy cái xóm kia nữa, để sau này là mình vô cái làng ma này mấy cái khu kia nữa để người ta biết là bảo tồn, họ giữ được cái tài sản của họ. Hồi nãy cháu đi một vòng lại thì thấy cái cảnh của mình nó còn nguyên, nó chưa mất đi cái gì hết. Thì cái câu chuyện này là nó đẻ ra tiền cho mình, nó làm ra tiền cho mình. Ví dụ như đất ở đây, nếu như mình không mở tuyến đường này mình đi bộ đi du lịch vào đây thì miếng đất mình nó chỉ là miếng đất để mình làm nông nghiệp thôi. Còn bây giờ mà mình mở tuyến đường này vô làm du lịch thì miếng đất mình nó trở thành tài nguyên du lịch, tài nguyên văn hóa. Mà hãy nếu như nó là tài nguyên mà mình đi mình phá nó đi, mình là đưa cái cọc bê tông cốt thép thì nó không còn tài nguyên du lịch nữa, mất đi cái tài nguyên thì miếng đất mình nó tụt giá xuống. Như vậy là mình giàu là nhờ đất, nhờ đất không có nghĩa là mình bán đất đi, mà nhờ đất đó cái giá trị nó tăng lên thì du lịch người ta về đông, đông thì mình hưởng lợi từ cái việc là cái giá trị này. Cho nên nha, ở đây là người lớn tuổi nhất hiện nay của cái khu vực này là bà 91 tuổi đó. Bà cố gắng vận động con cháu ở trong cái số này, làm sao con cháu nó giữ y như bà hồi xưa vừa bà giữ, thì bà nói lại với các con, với các cháu, với mọi người xung quanh, tổ tiên mình đã có công gìn giữ tới bây giờ. Hồi xưa mình giữ mình không biết, mình giữ nó mình làm nông thôi cho nên mình nghèo. Bây giờ mình giữ nó mình làm du lịch, mình phát triển tất cả những cái giá trị khác nó tăng lên thì con cháu mình sau này nó giàu luôn. Còn nếu mà mình cứ chia đất ra rồi mình làm nông theo cái lối cũ, mỗi người một cái cọc bê tông với cái thép gai y như ở phía trước kia bây giờ đang làm kia, thì như vậy là người ta không về làng mình nữa. Mỗi người mà đi làm cái cọng kẽm gai với cái cọc bê tông lên là ai mà về làng Gò Cỏ nữa. Nhưng bây giờ chưa ai nói được với mấy cái cô đó, người thì hết cái cọc bê tông này tới cái bê tông kia rồi bây giờ phá đá hết ra để chẻ đá thì nó sẽ mất đi cái giá trị. Cho nên bên nay là mình quyết định mở con đường này đi để giúp mọi người nhìn ra
và sau này con đường này nó đi hết vòng tròn nguyên cái làng mình luôn. Ở đây từ cái chỗ nhà của chú phụ ở nhà cô Lan đó, nãy đi khảo sát rồi, từ nhà cô Lan đi ngang qua cái bờ đá, cái bờ ruộng đó tới cái giếng, từ cái giếng là nhà cô gái qua cái nhà của anh xong rồi dần qua nhà của bà, tiếp theo là qua cái chỗ cái khu vực của chú Ngà, rồi nhà cô Sen, rồi tới ông Tịnh, tới miếng đất ông Tịnh, rồi mình xuống tới cái đường Thiên Lý. Như vậy thì khi mà du lịch nó đi theo kiểu này thì nhà của khu vực này là mình làm cái cụm nhà tranh nhà hàng rồi được hết, nhưng mình phải làm theo cái kiểu văn hóa chứ không khéo là mình làm nó mất đi. Thì ở đây thì có sẽ có các bạn về đây hướng dẫn để giúp bà con cùng nhau xây dựng làng. Thì ở đây nó thuận lợi là có thầy cư của quận, hai người đã có cái quá trình công tác rồi, nắm bắt về lịch sử, về văn hóa, học thuyết minh rồi. Vừa rồi có cháu Lộc nó cũng có về đây, nhưng bây giờ nó lại ra kia, thì hai anh chị là ba mẹ của cháu Lộc. Bây giờ là mình họp cái cộng mình, cái họp có cộng mình thì anh với thầy cư cố gắng là thống nhất với nhau, mình tổ chức thường xuyên những cuộc họp, rồi mấy bạn này nó vô để bàn với nhau, muốn làm gì mình cũng bàn để cho mình đừng có mất đi cái giá trị, chứ nếu không là mình sẽ cuối cùng mình là phải nghèo. Cho nên là hôm nay thì cháu vô đây để cùng với các bạn này để mà mở lại cái tuyến đường. Thì ở đây thì mọi người biết rằng là chỗ Hưng này là hai vợ chồng là ở từ Kon Tum, bây giờ xin nghỉ nhà nước về đây ở với làm với làng, để tham gia cùng với làng để mà xây dựng cho cái ngôi làng mình nó trở nên là một cái ngôi làng cả nước và thế giới biết đấy là một cái làng cổ của người Chăm Ba mà người Việt có công gìn giữ biết tới bây giờ. Rồi Toàn thì ảnh là người ở Quảng Ninh, làm cái du lịch ở Quảng Ninh, bây giờ cũng về đây để mà tham gia vào cái chương trình này, để mà mở cái tour cái tuyến về để làm với cái du lịch Việt Nam, để mà gắn kết với bà con làng Đào Cỏ. Và Kiều thì mọi người biết thấy rồi, bây giờ thì Kiều làm cái nhiệm vụ là đi ở các cái tỉnh khác để mà mở rộng cái mô hình làng Đào Cỏ ra, mở rộng cái mô hình làng Đào Cỏ để ra cho các nơi, thì mới đưa tất cả mọi người về đại học. Thì làm sao mà cô chú anh chị em bà đỡ ở đây trở thành hướng dẫn mẫu trong nhà mình sẽ sau này là để phải làm cho khách ở nè, rồi làm ấy thì để mình tập huấn cho cộng đồng các nơi người ta về người ta học. Thì hôm nay thì các bạn này đi vô để mà cùng với bà con ở khu này, từng nhà mình vẽ cái bản đồ tài sản. Khi mình vẽ được cái bản đồ tài sản ở trong gia đình mình thì cô chú á, bắt đầu mới nhìn thấy là cái giá trị của mình, anh chị em mới nhìn thấy là mình trở nên là giàu có tiền, chứ không có nghèo như xưa. Chỉ cần là qua mấy hôm mà chúng ta làm xong, chúng ta chuẩn bị cho truyền thông và mình có một cái sự chuẩn bị để trao đổi với bà với anh như vậy. Nói chung bây giờ đây cũng nói này, là cũng như là mình mở cái đường là đúng là cái đường hậu xưa của mình, nhưng mà cái đất đai thì bữa nay người ta thay đổi hết mẹ, tại vì người ta trồng cây hết rồi, cây bạch đàn hết rồi, là nó phức hết những cái cảnh quan của mình nhìn đó, đúng rồi, những cái cảnh quan là nó mất đó, chứ còn mà nó hiện tại là cái đường vẫn còn, và cảnh quan xưa cũng còn đó, nhưng mà cây bây giờ cây có rồi mà nó phức hết mẹ, đó là một cuộc sống rồi mà nó mình đưa đi tới những cái đường đó thì nó cũng mất cái cảnh quan của mình mất, chả thôi gì đâu, chứ còn mình bữa vẫn được, vẫn dư thôi gì đâu, đường nó vẫn còn nguyên mà. Mà nó đẹp lắm, hồi nhỏ đi ra đó, hồi đó có một cái giếng. Hậu đó mình đi cái đó, đường đó mình chỉ đi một đoạn là mình so được. Nếu mà người ta không mở đường được, nhưng bây giờ nó phức hết mất. Mình á thì không phải là mình mở đường, mà mình đi lại con đường đó và cái cảnh quan nó mất cái gì á thì mình làm lại cái đó. Nó thiếu cái cây hàng rào ngày xưa như thế nào, giống như cái cây ngâu nãy nhà anh đó, trời ơi cây ngâu nó to như cây vú sữa, cho nên một cái cây đó thôi mình đã nói lên là cái chuyện cái sự sống ở đó là đã lâu đời như vậy đó. Tức là cái mình mở cái lối đi đi bộ đường mòn thôi chú ạ, lối đi thì nữa khách mình người ta đi bộ qua đây
Thì khi người ta đi tới đây thì người ta muốn nghe câu chuyện thì mình kể, rồi người ta muốn ngồi, muốn nghỉ, muốn uống nước, muốn mua quà bánh, muốn mua đặc sản các thứ, thì mình mới phát triển được thêm cái nguồn thu nhập cho cái xóm của mình và giữ được cái di tích ở đây nè, chứ không phải là mở đường kiểu mình không biết là đây cũng đó là mở đường là mình mở đường đi bộ thôi, nhưng mà mình có cảnh quan mình nhìn không được, đâu không rõ gì hồi xưa đi như thế nào, bây giờ đi như thế đó. Hồi xưa là không có đi xe máy được trên con đường này, bây giờ có chỗ làm này nó đẹp nhất là vì mình không đi xe máy, cái đường này đâu đi xe máy được rồi, như vậy á là nó đẹp nhất là đẹp nhờ cái đó. Còn cái đường xe máy mình có đường kia mình đi ra đâu, bây giờ từ chỗ này là mình vô là mình đi trên con đường này đi bộ thôi. Cái làng mình nổi tiếng là hoang sơ, cho nên khi mình làm lại cảnh quan các thứ thì nó sẽ hơi gặp gầy một chút, người ta bước lên bước xuống, nhưng mà mình sẽ dựa theo cái địa thế của tự nhiên, mình chỉ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ thôi và nó không bị lầy lội thôi. Chứ còn nếu mình nghĩ là sạch mà mình khỏa ra, mình đổ những cái thứ bê tông hoặc là những cái nhân tạo lên á, là nó sẽ giảm dần cái giá trị của ở đây xuống. Rồi, ví dụ như cái khu này là con thấy rất đẹp là bởi vì cái đá tự nhiên nó còn mấy trăm triệu năm nó mới có cái đá này. Cái thứ hai là con người đã làm nên lịch sử cho nó, là những cái hầm trú pháo hồi xưa đó, thì có cái hầm này á người ta mới đi qua xóm này, chứ nếu không khâu phục, không vì kể chuyện cái hầm á thì không thuyết phục người ta đi qua đây đâu đó. Cho nên cái hầm đó chính là tài sản. Thì ngày hôm qua nay là có làm việc với nhà cô gái để vẽ ra bản đồ và những cái thứ hay ở đây, mà phát hiện là cái kỹ năng của thầy cư, của cô gái, của cô Hủng, của Thủy là mình sử dụng hết rồi. Đấy, nhưng mà có những cái tài sản như cái di tích này bây giờ mình chưa phát huy được, thì hôm nay là mọi người bàn để mình lập ra một cái chương trình là mở cái tuyến đi bộ cho khách du lịch đi qua cái xóm này để tạo điều kiện cho xóm này phát triển. Chứ ngày trước là mình cứ bỏ khách đi xuống cho xóm giữa hết, đi xuống ở dưới cái khu kia hết mà không đi qua đây. Tại sao họ đi xuống đó? Bởi vì người ta hướng ra biển và người ta đi qua giếng cổ này, rồi có trung tâm du khách dưới đó, rồi dưới đó người ta có điều kiện hơn. Thì bây giờ mình có cái hầm đá mình phát huy. Vừa rồi thì tụi con thảo luận được với nhà cô Trác này, nhà anh Đông, thì đã thử nghiệm được một đoàn khách đi qua xóm ngoài rồi chú ạ. Tức là họ chịu đi qua đó rồi, họ qua họ ghé giếng chỗ bà Trác đó để họ tìm hiểu. Rồi nhà cô, nhà chị Én cũng tham gia là cho khách trải nghiệm đăng lưới này kia. Nhà anh Đông thì cho học sinh trải nghiệm làm bánh tráng rồi đó, cái nghề mà chị Đông làm. Rồi bắt đầu đi xuống đường Thiên Lý, đường đá đó, đi xuống biển. Thì bây giờ là còn một tiếng nữa thôi, là cái tiếng đi lên xuống trang này nè. Thì đến thời điểm này là mình mới có cơ hội để mình phát triển. Thì bàn với chính chủ yếu là nhà cô gái với thầy cư vì có cái hầm đá đây, rồi sau đó mình sẽ bàn thêm với những cái hộ liên quan, như là bây giờ đi ngang qua nè, đi ngang qua đất nhà họ đó, thì sẽ thảo luận sau với những hộ đó để phát cây phát đồ ra để nó có lối đi là được. Đấy, cái cụm mà chỗ cái cụm đá này thôi là đã được ba nhà, bên này là có hầm đá thì hai nhà này, còn ở phía của anh là nằm phía bên này để nhìn vô cái này thì rất là đẹp. Nên do đó là mình sẽ làm cái gì cho cả cái cụm này, nổi cái cụm cái di tích này lên, vì đang nó thuộc về di tích cái hầm đá trong chiến tranh, mà đá thì nó là tự nhiên, nhưng mà khi con người dựa vào nó để mà trú ẩn trốn cái đạn pháo, thì sau này để cho học sinh nó đến nó học có cái chương trình, mà nếu như mà mình làm mà nó mất đi cái thì học sinh nó còn cái để nó học ngọn đá nơi tham quan. Thì hôm nay thì cái cách làm là thế này, để chúng trao đổi với mấy anh chị em thế này, các bạn này nó sẽ làm từng nhà, bây giờ là mình học chung, sau khi mình học chung xong rồi bàn ở từng như thế này, rồi sau đó nữa bắt đầu mới làm từng nhà nữa, thì các bạn là làm nhà. Thì bây giờ là mình bước sang, thì sẵn có mấy anh chị em ở đây, hãy chúng ta dành một buổi để mà cùng với Kiều, với Hòa, với tất cả mọi người mình thảo luận, mình làm cái bản đồ tài sản. Thì bà con ở đây mình sẵn thấy ra đây, cái là bắt đầu mình tham gia vào cái bản đồ chung, cái bản đồ chung của cái số này, mình nói luôn cái bản đồ chung của cái số này, từ sau đó nó làm bản đồ nhà riêng của từng nhà nữa, thì từng bước để mình cả cái cộng đồng này mình giữ cái lòng này, cái số này.
Rồi vậy thì bây giờ mình dẹp nước đó rồi mời mấy chị mình ngồi đây, mình cùng nhau vẽ bằng. Chứ bây giờ mình nói là nó không có ra hết. Mình vẽ cái bản đồ thấy ấy rồi rồi. Bây giờ đây là bò đá thì mình tới đáp lại khách tới đó mình đi vào xuống đây
con trình bày lại cho mọi người là cái kết quả ngày hôm qua làm việc với cô gái với lại bà Chiến là mình có một cái dự án là anh Toàn hay ai đó cầm giùm cái này là dự án là được rồi em bảo tồn hầm đá trống pháo số trên đấy. Hôm trước mình không đem theo cái bản đồ dự án là cánh én mang lại mùa xuân cho số ngoài, đó là lấy cái ẩn ý là cái tên của chị én á, tức là lâu nay chị én là chỉ ngại ngùng vì chỉ không biết chữ, rồi là nhà chị nghèo, rồi nhà chị có người khuyết tật, nhưng mà vừa rồi là tụi con cũng vẽ bản đồ y như nhà cô gái hồi nãy đó, thì là bắt đầu phát hiện là chị én chỉ có thể là dẫn học trò hoặc là dẫn khách đi khám phá cái rừng của mình đây, đi hái ổi, hái dứa, rồi có cái trò ở dưới biển, hay là đưa khách đi trải nghiệm dưới biển này, rồi chị én chỉ biết đan lưới nữa đó. Thì vừa rồi là đã lập một cái dự án là cánh én mang lại mùa xuân cho số ngoài à, có nghĩa là một người thôi mới có phát huy một người đó với lại gia đình anh Đông đấy. Thì có một cái tour về đội thử nghiệm cho cái học sinh của trung tâm khuyết tật của tỉnh á, là đưa vô xong bắt đầu cũng cho đi lên hầm đá, xong bắt đầu là đi trải nghiệm, đi thăm giếng chỗ nhà cô Trác, rồi trải nghiệm đan lưới là chị Án hướng dẫn, chị Án với lại cô Phú con chú Mỹ á, rồi qua nhà anh Đông là trải nghiệm cái món là bánh tráng nướng đó. Như vậy là sau đó bắt đầu đi xuống cái đường Thiên Lý, cái đường mòn á, đi xuống biển đó. Thì cái tuyến mà số ngoài là đã phát triển được rồi, bây giờ mình làm tuyến số trên. Thì cái dự án này là tên gọi là bảo tồn hầm đá trống phó số trên đó, là số trên mình đã có thêm dự án nhé. Thì bây giờ ở đây á, cái sản phẩm chính á, là cái hầm nhà bà Chiến với lại hầm nhà bà Liễu là hai nhà này. Thì bây giờ là cái mục đích của mình thì hôm qua thảo luận là bà nó là muốn để lại cái di tích đó, cho con cháu. Cái thứ hai là mình phải tăng thu nhập hoặc là mở rộng thêm những hoạt động bán hàng họ kia đó. Thì hôm qua có tìm hiểu thêm thông tin là trong là mình có khoảng 6 cái địa điểm là có cái hầm trống pháo, là hầm bà Tảo nè, hầm ông A nè, hầm bà Nhị là nhà này, hầm bà Liễu, hầm bà Sĩ là chỗ nhà cô đi đó, rồi hầm bà Tờ là ở dưới biển. Như vậy là đây là những cái hầm mà nó hiện nay nó nằm rải rác mà mình không có sử dụng được, nhưng bây giờ hai cái hầm này thì nó đang nằm trong đất của hai nhà mình đó. Và nó là có câu chuyện như ngày xưa là hầm nhà bà Nhị là có ba gia đình, chính là nhà bà nè, nhà bà Đệ, nhà bà Hảo nè, là những gia đình nên là tập trung trống ở đây. Rồi nhà bà Liễu thì rất là đông người luôn, hôm qua tính ra là nếu mà chứa được là khoảng 12 người lớn và 17 trẻ em thường xuyên ở trong cái hầm này. Dạ, hầm này rất là lớn và có khoảng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 gia đình à, là cứu sống và che chở cho 6 gia đình ở đây. Đất đấy, còn đấy, còn nhảy chứ không? Còn y á, rồi như vậy là có 2 miệng luôn rồi. Khi mà khách đến đây thì mình sẽ kể cho họ rất nhiều cái chuyện liên quan đến cái việc này, đúng không ạ? Thì hôm qua là bằng là bây giờ cái tuyến đường á, là tốt rồi, như nãy chủ tịch nói đó, là đi từ nhà cô Lan, đi băng qua cái cánh đồng nước nhà cô gái, sau bắt đầu đi qua đây. Đây là cái con đường chú đi qua, đi ngang qua nhà cô gái nè. Thế bây giờ mình tiếp tục đi vào qua cái chỗ Kim Me đó à, rồi lên cái hầm của bà Chiến đây. À, rồi bây giờ nó có một vấn đề là giữa hai nhà thầy cư và nhà cô gái là nó có một cái hầm rào đó. Thì bây giờ nhóm đề xuất là mình mở cái chỗ hầm rào này ra để cho hai cái hầm này nó thông nhau và người ta thăm là người ta thăm một cụm di tích luôn, để cho hai nhà này cùng hưởng lợi và cái số này hưởng lợi. Nhưng mà hôm qua đề xuất là đi ra băng qua nhà cô gái để cho cô gái làm được cái gì hay không, nhưng mà cô gái bảo là cái phương án đó là không khả thi. Thì sáng nay á mới phát hiện là thay vì đi ra nhà cô gái đi ngược lại xuống ra sống ngoài, thay vì đi tiếp tục qua cái con đường này thì nó hay hơn để đi ra chỗ giếng bà Trác rồi là đi sang ra sống ngoài luôn. Như vậy là mình sẽ kết nối được giữa sống trang với sống ngoài luôn thành một cái tuyến. Như vậy thì cái phương án đưa ra là bây giờ cũng đã có khách du lịch tới đây và gặp bà rồi, khách
cũng đề xuất là tại sao nó giá rẻ như thế này mà bà không có có thu phí. Bà thu 5.000, 10.000 gì đó là khách hoàn toàn có thể chi trả để bảo vệ cái di tích này. Thì mình cũng đưa ra phương án là trong tương lai á, cũng sẽ phải tính đến cái đường là mình sẽ thu phí tham quan để mà trang trải các cái chi phí vệ sinh, bảo tồn cũng như là cái con người mình phục vụ những cái đoàn khách đó. Thì hôm qua thảo luận là khi khách, tất nhiên họ sẽ có những cái nhu cầu mà mình đã biết trước nè. Thầy Cư cũng đi hướng dẫn rồi, thầy Cư biết là khách họ rất thích nghe kể chuyện nè. Rồi họ có nhu cầu là đi vệ sinh thì giải quyết làm sao ở đây nè. Rồi là người ta có nhu cầu chụp ảnh nè, uống nước nè, mua quà lưu niệm các thứ. Đó là cái nhu cầu của khách mà mình dự kiến là sẽ đáp ứng. Và trong gần nhất á, thì sắp tới đây mà có đoàn khách thì mình cũng có thể cho họ đi tham quan cái tuyến này. Và có một số cái việc mình cần phải làm trước, ví dụ như là vệ sinh, dọn dẹp lại cái khuôn viên này, mở hàng rào ra đó, và moi cái hầm này ra giống như cũ, moi ra rồi xử lý nó, rồi trải cát rồi lan gì ấy, như hồi xưa đấy. Rồi là có cô kể, bà kể là hồi xưa còn chắc cái miệng hầm lan cho con nữa đó. Thì cái đó nó, bây giờ nó hơi khó nhưng mà từ từ mình sẽ làm. Rồi là mình sẽ thử nghiệm cho các cái đoàn khách tới, rồi sau đó mình sẽ đến cái phương án là mình sẽ thu phí như thế nào. À, thì đây là hôm qua đã trao đổi với cô gái và bà Chiến rồi, nhưng mà bà Chiến bảo là bây giờ bà thì chỉ có tham gia là kể chuyện và bà thống nhất vậy thôi, chứ còn giao lại cho thầy Cư quản lý rồi làm những cái hoạt động này chứ bà đâu có làm được. Cho nên là hôm nay Lan thảo luận thêm với chỗ thầy. À, để là thầy giúp cho hai gia đình mình bằng với nhau. Rồi có thêm ý kiến của chú nữa. Thì bãi nó về đó thì chú có hàng rào đó thì mình chỉ phát xe ra thôi, có cái đường thôi chứ. Dạ. Cái cửa đó sao mình làm cửa thì mở cửa. Ở đây là cửa nó sợ cái bò chạy ra nó chạy qua chạy lại đó thôi chứ. Đi làm qua cho kiểu nó nè. Bây giờ làm sao á là nhà của trong đó đây là có con đường đi, nó ví dụ như con đường đi lên cái thì đó có đó mà. Để đi lên cùng bò thì nó đi trước nhà chứ. Bây giờ đi đây không có đó. Giờ đi qua cái chỗ bụi mía thì nó chắc ở trong cái chăn cái nhà, cái nhà đó là nhà âm bò từ đường. Nếu người ta không còn ở nhà thì nó cũng không cho mới, mà vì không có nó thì mình cũng có cho nó. Thì vì giờ tiếp nếu như muốn đi đường đó thì bây giờ thử ý lại là nó cho đi cái nó bị chanh nó đi lên thì được. Đi ra đây chứ nói thôi thì bây giờ qua nhà bò rồi qua đó thì rửa lại nhà bò đi xuống, chứ không có cái nó là đi không được. Cái đi nó đường bò thì nó mất vệ sinh quá, không có đi, không qua cũng bò ở đằng đó. Chứ mình đi bây giờ đi cái đó nó tham quan hai cái hầm đó là nó đi đường đó bình thường. Nãy đó phát sơ. Phát sơ ở đây rồi nó đi ra đó rồi thông ra thiên lý thôi chứ là ngon nhất thôi chứ. Nhưng mà như thế hầm hập hập hết thôi. Như sáng nay thầy đi rồi á thì có khả năng là sắp tới đây mà có đoạn đi được không? Còn thuê ra phát sơ chừng cỡ để nên qua đất nửa ngày lấy cái rửa phát sơ đi chứ đừng cố. Bây giờ cho tiền bố là đừng có mơ bố coi gót đi gái gót này. À đúng 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 rồi. Lưu ý cái chỗ đó. À không mang giày câu gót này. Tức là mang giày thấp thôi. Đi về cái địa phương đây là đừng mang giày câu gót. Dạ, đến những cái giày câu gót. Dạ. Thứ gì mà gai nó không đâm được đó. Rồi bây giờ nó phát sinh ra một cái việc á là mình cần phải phát ra cái đoạn đường này, đúng không ạ? Phát đường nè. Phát đường mà có đi được. Nhưng mà cái đường đó là cái phạm vi mình đi á là nó nằm trong cái đất công hay là đất vườn nhà họ đất đó? Đất vườn, đất của nhà, đất của Sen đó. Dạ, như bây giờ là nó liên quan đến ai ạ? Sen. Nhà của Sen đúng không ạ? Sen tỉnh. Của Sen, Bắc Tỉnh. Rồi. Còn thấy còn ai nữa mà dưới đó dưới phía bên kia có bà Lận không chú, dưới đó bình trưởng, phía ngoài đó bình trưởng đó, dưới đó là có bình đó đó là bình phát mình đi tự do hầu cái núi đó là dẫu cũng như là cái núi núi dự phòng rừng bảo hộ dự phòng đâu mà đâu mấy không, nếu mà theo cái chân đó bình trưởng mà ít nằm
đi bữa nay đi trên chứ đi cái chân ai phát cái rừng nó ra. Đấy là bữa nay đi xuống đi trên đi qua đặt một tấm cái hoài đó. Cô xe thì cô xe là có khả năng là bằng rồi bất định là được rồi này. Không còn cái quầy kia không cần cũng được. Quầy kia không cần á. Cái định chế mà người dài đó là có quầy còn lại là được. Còn nếu mà mình phát đi cái đường chính mà hồi giờ mình đi là phát ngay dưới cái chân luôn đó. Đúng, phải đi theo đường đó nó mới có cái chứ không có đi trên đất xưa được. Từ những bên đó là nó có một quả bom nó đổ rồi đó nó bể rồi. Sắp bên luôn là lỗ bom đó, thành thử mình đi theo cái đường đó. Ủa vậy là chỗ đó còn lỗ bom hả cháu? Còn lỗ bom chứ. Vậy mình cho tham quan cái lỗ bom đó nữa. Lỗ bom đó thì cái chuyện đó là cái lỗ bom này đi mà đường đó đi cái đường đó mấy đi mà mình lại cái đường cũ đó nó mới là cái xưa. Dạ. Mà mình phát được ấy mà cái con nó thông quan được cái lỗ bom đó. Cái điểm chính là không ai nuôi gì cả. Lỗ bom. Không ăn được. Lỗ bom. Lỗ bom có cái lỗ bom. Lỗ bom mà đất ai đi chú? Hầu hai cái lỗ bom, một lỗ đất ở lỗ bom ở phía ngoài ở Mỹ đó thì nó lắp bắt đầu. Bên đây thấy không? Bên đây thấy không? Nếu lỗ bom của đất không đi qua thấy không? Ủa đường đó giờ anh nó đi xuống đó thôi. Nó bể đó rồi nó còn đó gì. Hay quá, vậy là thêm một điểm để tham quan mình đi. Nó mà trưởng á. Nó đó mà đọc chứ. Rồi đó đọc biết chứ. À, thì nó to, nó to lắm à. Ừ, đó mà chưa đi hết rồi, nó đất rồi. Nó đất rồi, nó đất rồi, phải lúa được mà. Cái hố bom sẽ bổ sung thêm việc giới thiệu về hòn đá. Bởi vì một cái quả bom nó bắn như thế này mà nếu mà người dân có mấy hòn đá này thì không thể trụ lại trong làng được. Đúng rồi. Liên hồng đó đâu, bây giờ cây nó câu là nó nhìn xuống lơ lơ bơm như cái giếp mà nhìn. Đúng đó là mình đi du lịch nó thoải mái rồi. Cảnh quan nó đẹp, nó chụp hình rồi. Cái đó để thì hỏi một con. Tôi phát sơ cái đường nó đắt và sen đây, nó rửa, nó làm bụi chạc luôn rồi. Ủa đường chánh đó, cái đường chỗ đó phát mẹ lắm á. Đúng rồi, cái đó như đó, cái đó bây giờ mấy rừng mẹ nó rồi. Đó bây giờ vô giữa bờ đô nó đi có bái rồi, nó két. Két cái bụi. Như vậy là bây giờ mình phải đi phát đường nè. Phải đi phát đường đó. Ai đi? Làm cái phát cái chính sơ sơ ra thì mình chặt được, chứ còn cái chỗ mà nấu là cái đường ấy đó. Như vậy là cái đoạn này là thầy cơ có thể làm được không? Tôi làm ở đây hết. Rồi cái đoạn nào khó đó thầy cần trợ giúp hay là chỉ có khó là cái mời hỏi cái đường cũ chỗ đó xuống đó phát chèn á. Dạ. Không phát cũng được thôi. Chè chè không mà đúng chè không. Cây không à? Đúng không? Cô gái có tham gia cái vụ này không? Thì cái vụ ấy thì cô cũng tham gia nhé. Cô gái nha. Chú tình nguyện là cùng với chú cư là đó rồi hai đêm nữa. Hai đêm đây rồi ok. Nhưng mà cái chị bả là chú tên gì vậy? Chú Tam hả? Tưởng là dạ. Cái lần mới đó. Chú Tư. Rồi được. Chú Tư. Cái cửa này lắm mà. Chú Tư. Rồi ấy được tre cái lòng cửa là dừng lại. Sửa mấy bò thôi chứ. Là phát đường nè, đó là ba cô chú có thể mình tự dùng sức mình thôi, bởi vì mình hưởng lợi ở đây mà cùng với bà con. Rồi cái việc mà mo hầm nè, tức là vệ sinh thì nhà nào vệ sinh nhà đó được rồi, phải mà chỉ có mở cái này ra thì cô gái nha, cô gái nghiên cứu và thầy cư sẽ rồi. Như vậy còn cái gì khó nữa đâu vậy? Cái gì khó thì chỗ đường đó thôi. Nếu mình mở cái điện một vàng lên đó thì chỗ ơi, cái đó mà trưởng ra cái tuyến đường đó có rừng nó hơi rộng, mà đi trên này thì nó thoáng động. Nếu đi trên mình trên thì có chạy đâu, mình đi nó qua đó là có cái nói gì chú nào mà mình đi thì cái đường chính mình có thất hầu trước giờ đó nó phải có giá trị đó chứ. Đi trên lỗ bom đó, moi trong hòn đá ra để đó, đúng. Là như cũ thì đổ đất cát tượng cô gì vậy? Cô gì ở xã hả? Cô Tư. Bà có kể là ngày xưa là cái miệng hầm ấy là phải gia cố thêm bằng các bao cát. Đó thì chắc lên mà bây giờ đâu có một đất. Mình có khu vực. Để cho nó thoát. Nó đổ mà ai mảnh mày vô đó mình tắt. Như nó có cái đoạn lầu gì đó có một chú đó cũng nằm văn thường nữa. Mặt to như Mỹ vậy á, mà có bụng to vậy nè. Chùa chú không lọt á. Cái ông nói vậy chứ, cái miệng hầm vậy mà làm thật chung. Nhưng nó chưa phải cái miệng hầm vậy đâu á chú à. Che lọ nữa rồi đi ép ở trăng cái dắt đó, nghiêng qua đó. Còn phía ngoài này là che phất cái miệng hầm mà mảnh đoạn nó đi thẳng vào đó. Còn mảnh đoạn nó đi thẳng vào đó là nó trúng bầu, trúng rì. Chứ không phải cháu đi thẳng là ông hầm chết sợ. Chắc bự là nửa miếng rồi cái cây keo đó. Cháu phải là không được làm vậy đâu. Mà ông anh với về nó nổ ở dưới nhà anh ba nổ ở dưới mà
anh này để chạy lên hầm đó cho nó bảo đảm mà chạy lên chưa mới cưới chùm xuống rồi con nửa ngày chỗ góc me nó bèn nó mảnh mà cái chuyện đó là khách ta bà kể họ bèn mà không thương. Phải là hành cái hầm tôi đi tôi không muốn nói nhưng mà tôi giữ tôi nói giữ tôi nên bụng như như mà như thế là ví dụ như khách đi qua đây đi vô tham quan cái hầm đó rồi là nhưng mà cũng cũng có cái không gian để cho người ta có thể ngồi nghe kể chuyện thì trong cái khu vực đây có thể là chứa được bao nhiêu người để mình phân cái đoạn cho nó hợp lý á bà, để có cái chỗ đứng hoặc chỗ ngồi, bởi vì họ có thời gian ngồi lại đó thì họ mới hỏi chị nó mới hay được. Thì nó cũng đầu nhiều đầu chứ ra hồng đó tiền lên răng mà cột giả này cột mấy cây bạch đèn nó ngờ mấy giả cột giả hơn người nào nghĩ muốn nghĩ cái gì vô xăng đây muốn nghĩ gì thì muốn nữa vô xăng đây bộ ghế rồi đầu với đầu tôi sửa lại cây me đó tôi đổ đó là vì tôi sửa lại cho nó bền khỏe nó ấy thôi chứ nhưng mà thầy cố gắng là làm qua đuối rồi mình để nghĩ là mình làm hết sức tự nhiên á đừng có không bây giờ bạn nó dưỡng như vậy bây giờ nếu như cái hầm nhà bờ thì nó dễ chỉ cứ dắt khách thuê lên thôi còn cái hầm gó đây nó nẹn là xung quanh lùm bụi đó phát dọn cho đốt rồi cho nó sạch sẽ chứ còn hầm quay bò thì sạch sẽ bây giờ hơn 10 giây hưởng đài không làm nhờ rồi không dọn cái đất rồi nó chưa làm đủ chứ làm rồi là sạch sẽ quét dọn đốt sạch rồi hầm rồi thì nó thoát rồi. Vậy ngày mai con cho cái hầm cho cái kia cái hố con lắp cái hầm không phải hả cái hầm mà chỗ nó đầu rồi nó là cây thế mà về con tiếp tục mới pha thoát ra cái dưới rồi cái dưới rồi chỗ họ nó đầu cho đó rồi bây giờ là khách đi vệ sinh họ có nhu cầu đi vệ sinh thì hiện nay nhà có từng lát hết rồi mà đầy đủ rồi. Vì vậy là toilet bên phía nhà thầy cư đúng không? Bên đây luôn chứ, nhà bò cũng có hết rồi chứ. Rồi nhà bò nha. Vì nhà bò cũng có toilet mà nhà thầy cư cũng có toilet. Đâu chứ. Bây giờ nó làm lên, nó làm lên mới làm rồi đó. Bây giờ mà ai làm trước nữa. Nó bây giờ mà làm nó chừng 14 tháng rồi lại có hết rồi. Đó từ đầu không xuống đâu. Cái gì? Nó đem ý lại đó là có một cái toilet cho ngoài cửa và hành mà mình với lệ của cháu đi qua lại. Để cho khách tới tập quan đâu đó mà mình làm bên đâu không được lại nó bớt rồi nói ra chứ không có tỷ thì cổ nó để cổ mà nó để cho cổ bắt ai số lượng cái nhà bà ấy muốn mà khách mà có dừng cái đó thì nhà bà thì có tôi lấy mà có một mình bà thì gì mình cáo nó tậu cá rồi mấy khi xe đó dẫn rồi xuống nó đợt đi mà cái nhìn thấy đá cửa không anh lắm đó thì chỉ lên núi đó thì xuống bên xe ra đơn tất cả đường xe với đâu xuống thì có cái nhìn dãi người vừa đó để phương họ đang làm hồ sơ điểm du lịch rồi cho nên là muốn công nhận là mình điểm du lịch và tiếp đón khách nước ngoài á phải có nhà vệ sinh công cộng nhưng mà nhà nước chưa có đầu tư được thì lâu nay hợp tác xã cũng anh Sơn cũng hỗ trợ chủ tịch hỗ trợ cho làm nhà vệ sinh rồi có thứ chỗ nhà vệ sinh đó cho nên sắp đến là đó là con sẽ đi bận với cổ tức là mở thường xuyên để cho khách người ta đi công cộng nữa. Có là ở đây được. Là vô nhà bà là được rồi. Có rồi đang có mất rồi. Sao vậy mà tôi lết cho bà. Thế thì mình dạ thì mình vô ở đây phải có chỉ dẫn nữa bà, tức là có cắm bản chỉ dẫn rồi có cái lối đi riêng cho người ta đi nhìn mà không có có vô nhà mình đó. Đi đi cho nó tiện. Chứ bởi vì khi người ta đi nhiều quá nó sẽ phiền, nó sẽ rất là nhiều cái nữa. Lâu đó. Dạ. Thì bây giờ là theo các cô chú ở đây thì bao giờ mình có thể là hoàn thiện được những cái sự chuẩn bị đây nè để biết để mình có khách mà có nhu cầu là mình là ở dưới thủy nó biết nó sẽ sắp xếp lên đây đâu đâu mà đứng thắng người ta hôm nay là ngày mùng mấy thì về mùng năm để tôi nghĩ chúng mình chơi là phải khỏe làm hai tháng mấy rồi hai tháng mấy cái nhà đúng không chúng mình mệt đúng không thấy cái công trình là ít lắm nè từ dọn tới về bây giờ để cây cấu đồ kia làm ít mấy bữa nữa mà cháu còn quay video đây rồi dọn hoài đi chứ nhắc đi thầy dọn để quay cưng cái đó thầy dọn à hôm nào cho chú dọn rồi nói thì cho cháu biết cho qua cho quay cái cảnh dọn dẹp này nha ngày là ngày mùng mình đang ngày 4 rồi, 10, 5 tháng 10 rồi. Thì đang rồi. Thì đang vậy mà thứ bảy 5 tháng 10. Rồi. Em này dọn dẹp được rồi. Là tới ngày 20 tháng 10. 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Ừ.
hôm nào dọn là nó thì cháu sang cháu quay cảnh cho mọi người hay các nhà dọn dẹp ba nhà vừa quay vừa kể luôn. Trước tiên là tôi dọn ra hành đó nếu mà đó rồi bây giờ có một việc rất quan trọng nữa đó là trước sau gì cũng phải có thu phí tham quan nè, thì bây giờ có mọi người đây luôn có ý kiến để xem là theo mọi người là mình sẽ triển khai luôn cho cái đoạn đầu tiên hay là mình sẽ thử nghiệm mấy đoạn xong bắt đầu mình tiến hành cái khâu đó. Thu phí thì hiện lại tới đây là nếu mà cái đoạn mình cái đoạn mà nó có cái tài chính ấy thì trích cái đoạn đó ra một ít để bầu dưỡng cho bà cho ấy thôi chứ. Không, mình không làm theo kiểu bầu dưỡng mà sẽ quy định luôn để thu trong đoạn luôn. Mà thu phí thì nói chung lại đi ra mình chặn mình lấy mình lấy tiền thì nó thấy không mà. Đó giờ làm tức là mình sẽ áp dụng với khách đoàn. Cái đoàn thu phí là từ trong đó luôn chứ đừng hết bận ra chỗ nào là mình thu đường nào đoạn nào thì còn đó đối với nam là đúng rồi mấy cái này là đúng đấy. Tức là thu là tham quan hai cái hầm này nhưng mình quy định thu thì hợp tác xã sẽ điều phối sẽ thu nhưng mà mình phải quy định là thống nhất là cái giá phí ở đây là tham quan bảo tồn á, phí bảo tồn tham quan ở đây là như thế nào, bởi vì mình phải có công sửa sân bảo vệ rồi này kia nằm gần nó có giá trị nhưng mà nó đi tới chỗ nào có tiền nó khổ. Nói tôi nhà tôi có ý kiến cái này đó, tôi nói là mấy năm nay mà tôi thu phí á, thì tôi thu nhưng mà tôi nghĩ là này, cái gì đâu mà thu như mình cũng vậy, mình đi tới các chỗ như vậy thì nhìn có chút cái thu tiền thấy vậy quá, để cho khách họ tham quan họ cho cái thu tiền gì đâu, nhưng mà có nhiều người họ cũng nói là thôi bà không thu phí mà mình xài cũng mơ được chứ tôi nghĩ không rồi có cái được có mấy cái chưa sao bà cũng thu phí nó có là cái chỗ đâu mà nó tua thu một người 5,000 thôi thấy không khách người ta bán đề nghị đó còn đi như hai con vậy là bà lấy một người 10,000 em xóm tự nhiên bây giờ chứ mà bây giờ nó đây ra cũng như con thôi cũng trong nhà thôi đi nhìn cái cảnh quan cái hậu di tích hậu chưa nhưng tranh để lại nhìn chút mà thu phí sợ bà ngại quá thôi ra về để đi tham quan cho biết để là chỗ này chỗ kia ra đây chứ còn thu phí thì bỏ để mọi người đâu ấy không nói vậy cũng được bỏ thì để chứ cùng có người thu phí có người họ tới đi đoàn thì không biết là sao mà bây giờ cái đó là một cái rất là tốt, bởi chính khách đó, người du khách đó, người ta cũng đã nhận một cái mức giá nên họ đề xuất là 5,000 hoặc 10,000, họ đề xuất là 5,000 đối với khách đoàn còn khách lẻ là 10,000 đối với một người. Thì bây giờ con sẽ phân tích với mọi người như này, cái hầm đá nó là câu chuyện chung của làng nhưng hiện nay nó đang nằm trong đất của nhà mình và mình phải có công chăm sóc nó. Cái thứ hai, khi du khách đi qua đây thì mình phải đón tiếp bà phải kể chuyện đúng không? Thứ ba nữa là người ta đi vệ sinh nhà mình rồi người ta cần vãm cần chỗ ngồi thì cũng mình chứ ai à, cho nên cái chuyện này là tất cả nói về du lịch là nó rất là chính đáng, mình không có ngại. Cái thứ hai là cái cách làm của làng mình đó là hợp tác mới trở nên một cái câu chuyện nó hay nó giá trị, do đó em mới đề xuất là cô và thầy làm mở cái cổng này ra để cho mình thông nhau hợp tác chung, nếu mình thu là mình thu chung cho cả hai nhà này luôn, nhưng sau này những cái số này hưởng lợi nhiều cái khác chứ không phải cái chuyện thu phí này, bà hình dung chưa? Và tất cả các tổ dịch vụ hiện nay á là cam kết là gì, mình định ra cái giá trị bao nhiêu thì mình rõ ràng công khai minh bạch với khách và quy định là không nhận tiền bo, không nhận bầu dưỡng, bởi vì mình không làm cái hình thức đó, mình cảm thấy là quy định chung như thế là thu như thế, mình làm đúng với cái sức của mình chứ không có nhận tiền bầu dưỡng, không nhận tiền bo thì gì hết, cái đó bà cũng biết rồi. Đó. Thì bây giờ đây thì nó hổng, nhưng bây giờ đây cũng cố đưa lại là có chỗ nghỉ mất là tới có cái giá ngầu là cái gì thì ở thu được 5,000 thì thấy được, chính thì rồi tự nhiên đi tới thu tiền mình thấy mình ngại cũng vậy mà chứ hai gì đi tới mình chung nó ví dụ như mình đi tới chỗ họ cũng vậy đi tới mình chung em cũng thu tiền cả đi đâu tiền đó họ cũng nói mình vậy cho nên mấy năm nhiều mấy năm từ hồi du lịch tới bây giờ bò cũng cái đó nhưng mà có hồi có một cô là
có vừa khăn là vừa đưa tràn từ hàng hàng đấy còn hàng ở đây cụ lâu cho mẹ ăn sống mẹ nhận được. Rồi có một cô là đưa 50 ngàn thì cũng có mấy người họ đưa tự nhiên họ đưa mà bà cũng ngại quá từ chối đó là khách cho ta quý mình thấy đó là trao tình á chứ mà mình làm cho con cho cháu cho sau này cho rất nhiều năm nữa cho nên là cũng thống nhất cái phương án như thế thì con thấy là rất hợp lý mà nhưng mà tới thì họ không có hỏi chứ bà đào hàm đây bà có tướng không còn bà có giáo còn sẵn bà nghe cáo như vậy hàm đây là hàm giáo còn sẵn mà không phải là hàm giáo còn sẵn là hàm phát à cái hàm đây thì đâu có phải mà giáo còn sẵn hàm đây hàm cũng khó mà giáo còn sẵn là cái hàm khó mà chứ đâu phải cái hàm vậy mà giáo hàm lên chứ còn giáo kiến chứ rồi bây giờ nó có một cái mà con kinh nghiệm của con cho thấy là sau này khi đã thực hành rồi á áp dụng rồi thì từ từ nó sẽ có những cái gì phát sinh thì mình sẽ từ từ điều chỉnh đó. Nhưng giáo cộng sản thì đó mà không kỹ nữa nhưng bữa là chỗ bà gói là nào là tôi mới chỉ ra chứ không là chỗ gói nó cũng chờ 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 nói thì ví dụ như 10 lời mình nói tóm thì còn 2 lời chắc rồi đâu sau này sẽ bòn nữa nha thầy nó có một cái thực tế như vậy và bây giờ mình bòn cái dự án đi còn những cái thông tin đó thầy sẽ tập hợp sau mình sẽ phát triển tiếp thì cái hiện nay cái thực tế là gì ban phần lớn á, là cái không gian mà người ta trò chuyện và nghỉ ngơi thì ở bên phía nhà bên nhà cháu rồi người ta đi vệ sinh người ta cũng đi bên ngoài như vậy khi mình thu á thì mình thu chung cả hai nhà như vậy cái phương án đó là hai nhà sau này mình sẽ tự mình thống nhất với nhau nhưng mà con gợi ý trước để sau này có phát sinh và có mình có kinh nghiệm rồi thì chủ động bàn với nhau chứ không tránh khỏi cái tình trạng là ví dụ đó hôm qua tôi cũng nói tiêu cực quyết là cái sao mà cũng cố làm được cái gì cho nó đường hoàng chạy lại được chứ còn cái chuyện thu phí hay thu gì đâu là cái gì chưa nói tay cái đó rồi thầy cư thấy sao mọi người giải quyết định cái chỗ này đi rồi cái đó thì cái chuyện nó bình thường cứ thành đó hợp tác mình quy định thôi một cái ấy là mình sẽ theo con thì sẽ thử nghiệm đi ha sẽ thử nghiệm cỡ hai đoàn đi cỡ hai đoàn đi rồi sau đó là mình sẽ cùng bàn với nhau về cái phí tham quan này kia còn gia đình chú nè gia đình thầy cư là con sẽ tiếp tục cái nhóm này sẽ đi làm mỗi nhà một cái bản đồ như vậy bởi vì riêng hôm qua mới làm nhà cô gái nhưng đã phát hiện là cái này chưa sử dụng thì mình đã có cái dự án thì sau đó làm nhà chú rồi nhà chú tăng nữa thì mình sẽ phát triển thêm nhiều hoạt động nữa đó hay quá vậy là thống nhất được rồi ha như vậy là đến ngày 20 tháng 10 là đã chú thật ra cùng với chú em rồi có gì anh này sẽ quay phim chụp ảnh rồi có thứ lại để mình thông tin cho làm biết là cái số mình đang chuẩn bị cho cái tinh thần này mấy hộ gia đình mà trong kia có công tác gì sau cái đoàn đầu tiên là cũng là dân làng đến tham quan cho thêm ý kiến đóng góp ý kiến bây giờ thầy ấy xong cái là con đề nghị là cả nhà mình đi ra ngay cái hồng đó mình chụp hình kỷ niệm lại cái thống nhất ngày hôm nay cầm cái bảng ra đi cầm hai là chủ tịch đâu nhờ chủ tịch có đây không ai về cầm quay không cái này đi ra 9:45 đúng rồi ngày 5 tháng 10 hợp đồng đó là ký kết